anh em, mình là Irene đến từ Coin68. Như anh em đã biết thì mỗi dự án blockchain và crypto khi mà phát hành token ra thị trường để huy động vốn thì sẽ xây dựng một tokenomics với lịch trình vesting token cụ thể. Mỗi đợt unlock hay là vesting token như thế này thì nhiều khả năng sẽ khiến giá của token đó có sự thay đổi lớn. Vì vậy cho nên là việc nắm rõ lịch trả token của dự án thì sẽ giúp anh em có một sự chuẩn bị tốt hơn khi mà bắt tay vào đầu tư trong một dự án crypto. Vì vậy cho nên là trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu những cách để theo dõi thông tin vesting của dự án cũng như là đánh giá về một số dự án sẽ unlock token trong tháng 6 này nhé. Và trước khi vào với video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là sàn giao dịch Xnet. Và sau đây sẽ là một số ưu điểm khi mà anh em tham gia giao dịch cùng với sàn Xnet. Đầu tiên, khi mà anh em sử dụng Xnet thì sẽ có hỗ trợ MT4, MT5 cùng với tích hợp với TradingView. Và ngoài ra thì anh em sẽ còn có thể có những lựa chọn với đòn bẩy cao này, nhiều cặp tài sản khác nhau cũng như là đa dạng tài sản. Thứ hai là khi anh em sử dụng Xnet thì anh em sẽ được hưởng một mức phí giao dịch thấp cũng như là mức spread thấp. Thứ ba là sẽ không mất phí qua đêm, cho nên là anh em có thể hold giữ lệnh cho đến khi đạt được mức lợi nhuận mà anh em mong muốn. Thứ tư là Xnet sẽ cho phép anh em nạp rút với đa dạng hình thức khác nhau. Anh em có thể tham khảo thêm trên hình mà Irene đang để ở trên màn hình cho anh em. Và cuối cùng thì Xnet có một mức hoa hồng cực kỳ hấp dẫn cho anh em so với các đối thủ của họ ở trên thị trường. Cho nên là anh em hãy nhanh tay đăng ký tham gia để trải nghiệm các tính năng ưu việt của Xnet nhé. Link đăng ký tham gia và những thông tin về Xnet thì Irene sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận cho anh em. Và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem token vesting là gì. Token vesting là hoạt động mở khóa token của một dự án trong thị trường crypto theo tiến độ nhất định. Token vesting thì sẽ đảm bảo chủ dự án, nhà đầu tư có những động lực để đồng hành cùng dự án. Token vesting thì bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính truyền thống khi mà các công ty thường áp dụng hình thức thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu. Tuy nhiên thì nếu như những nhân viên này bán cổ phiếu của họ cùng một lúc thì điều đó có thể gây ra áp lực bán lớn và gây ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu công ty. Do đó cho nên là các công ty thường sử dụng hình thức vesting đối với số cổ phiếu này để giảm áp lực bán cũng như khuyến khích nhân viên của họ gắn bó lâu dài hơn với công ty để nhận được toàn bộ số cổ phiếu của mình. Kế đến thì chúng ta hãy cùng đi xem là có bao nhiêu loại token vesting trên thị trường hiện tại. Hiện nay thì có 3 loại token vesting chính là Linear, Credit và Clips. Linear vesting thì trong hình thức vesting này thì token sẽ được phân phối từng phần bằng nhau sau một khoảng thời gian vesting nhất định. Ví dụ như dự án A sẽ trả 10% token cho nhà đầu tư private round của dự án sau mỗi 1 tháng. Như vậy thì sau 10 tháng nhà đầu tư sẽ nhận được đầy đủ token của họ. Thứ hai là credit vesting. Trong hình thức vesting này thì mỗi giai đoạn vesting sẽ có một tỷ lệ phát hành token khác nhau. Về cơ bản thì nó có thể được tùy chỉnh cho từng dự án riêng lẻ theo nhu cầu của bên được giao. Ví dụ như là 25% sẽ được phát hành trong 6 tháng đầu tiên, 10% sẽ trong 3 tháng tiếp theo và 25% trong 4 tháng cuối cùng. Thứ ba là clip vesting. Clip vesting thì để ám chỉ khoảng thời gian không có token nào được phát hành. Như vậy thì dự án sẽ khóa token cho đến khi hết khoảng thời gian clip. Ví dụ như là dự án A thì có kế hoạch clip vesting 3 tháng, sau đó thì trả dần cho nhà đầu tư 10% mỗi tháng. Điều này thì có nghĩa là token của nhà đầu tư sẽ bị khóa trong vòng 3 tháng, sau đó thì được trả dần và nhà đầu tư sẽ nhận được toàn bộ token tại tháng thứ 13. Vậy ý nghĩa của token vesting hay là token unlock là gì? Token vesting thì là quá trình quan trọng ở trong quản lý token của mỗi dự án. Việc phân phối token thì đóng một vai trò quan trọng đối với nhiều bên liên quan, bao gồm là các nhà đầu tư này, team, người dùng hay là cộng đồng. Đối với nhà đầu tư thì kế hoạch trả token sẽ giúp họ xác định được thời gian thay đổi nguồn cung của token, từ đó phân tích để xác định được điểm vào, điểm ra trong hoạt động đầu tư. Đối với team hay là đội ngũ phát triển thì đây sẽ là phần token được dành cho đội ngũ nhằm tạo động lực cho các thành viên. Số lượng token được thưởng thì có thể khóa ở trong một thời gian nhất định để đảm bảo tính công bằng và động lực cho các thành viên ở trong dự án hoạt động lâu dài. Tiếp theo là đối với cộng đồng và người dùng thì việc phân phối token sẽ đóng vai trò quan trọng vì đây sẽ là cách để tạo ra sự tin tưởng và hỗ trợ từ cộng đồng đối với dự án. Còn đối với các dự án DeFi thì native token còn được tượng trưng cho quyền biểu quyết của cộng đồng đối với các dự án mà họ ủng hộ. Đối với dự án thì ở một số dự án, native token sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành mạng lưới. Vì vậy cho nên là việc phát hành token cũng là một cách thức để thúc đẩy hoạt động bền vững của dự án. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu phần quan trọng trong video ngày hôm nay, đó chính là các công cụ để theo dõi token unlock hay là token vesting.
Để theo dõi lịch mở khóa của các token thì các anh em có thể sử dụng một số công cụ sau đây. Tuy nhiên thì những công cụ này sẽ không hỗ trợ 100% tất cả các token ở trên thị trường. Vì vậy cho nên là đối với những dự án mà không có hỗ trợ ở trên các công cụ hay là các website này thì anh em sẽ cần phải theo dõi thủ công bằng white paper của dự án hay là ở trên các kênh thông tin của dự án như là website hoặc là social media. Thông thường thì các ứng dụng theo dõi token unlock thì sẽ có một số dữ liệu cơ bản sau. Thứ nhất là dự án và ticker của dự án. Thứ hai là vốn hóa và vốn hóa pha loãng. Thứ ba là cung lưu thông. Thứ tư là cung tối đa của token. Thứ năm là ngày mở khóa và số lượng mở khóa. Và thứ sáu là giá trị mở khóa. Sau đây là một số công cụ cụ thể mà anh em có thể tham khảo. Đầu tiên là VestLab. VestLab thì là một trang web đầu tiên thống kê dữ liệu về token unlocks. Điểm nổi bật của VestLab là tập trung vào các altcoin, đặc biệt là các altcoin từ launchpad của DAOMarker, Coinlist, thể hiện thông số ROI từ lúc ICO, hiển thị biểu đồ giá Trading View, giao diện khá đơn giản và dễ sử dụng. Còn về nhược điểm của trang web này đó chính là không thể hiện số liệu cụ thể về vốn hóa, tức là market cap và vốn hóa pha loãng. Và bên cạnh đó thì trang web này cũng thiếu một số đồng coin mới như là EDU hoặc là ID vân vân. Thứ hai là token unlocks. Về công cụ này thì đây là một trang web mới ra đời về sau và có giao diện thân thiện hơn so với VestLab. Điều nổi bật của token unlocks đó chính là phân biệt được cliff unlock và linear unlock. Thứ hai là tính được giá trị USD của số lượng token được unlock hàng ngày. Thứ ba là hiển thị được số liệu vốn hóa là market cap và vốn hóa pha loãng là FDV. Thứ tư là hiển thị được số lượng token chưa được mở khóa của các cổ đông và hỗ trợ các dự án được phát triển ở trên DAOMaker. Tiếp theo là tạo được một danh sách theo dõi và thông báo cho từng token. Công cụ tiếp theo là Drop Tab Vesting. Drop Tab là trang web ra mắt sau nhưng cũng có rất nhiều điểm nổi bật như sau. Đầu tiên là trang web này có thể hiển thị nhiều thông tin khác của dự án như CoinMarketCap, hỗ trợ thông tin của nhiều dự án nhất so với token Unlocks và VestLab. Tiếp theo là hỗ trợ được nhiều token thuộc Launchpad của các sàn tập trung như là Binance, Huobi, Gate v.v. Kế đến là hiển thị được thông số ROI từ lúc ICO và tính được giá trị USD của số lượng token được unlock theo đợt và hiển thị được một số dữ liệu vốn hóa như là market cap, vốn pha loãng FDV, hiển thị được số lượng token chưa được mở khóa trong các cổ đông. Ngoài ra thì trang web này cũng có bảng hiển thị chi tiết ngày bắt đầu mở khóa, ngày kết thúc mở khóa của các dự án đáng chú ý. Và sau đây thì Irene sẽ nêu ra một vài đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 6 năm 2023 để anh em có thể theo dõi thêm nhé. Theo dữ liệu từ token Unlocks thì tổng cộng trong tháng 6 này sẽ có khoảng gần 30 đợt mở khóa token và với tổng giá trị là khoảng 560 triệu USD. Và trong đó thì sẽ có 3 dự án được unlock nhiều nhất, chiếm 53,5%. Đó chính là đầu tiên là vào ngày 2 tháng 6 thì sẽ có 1inch mở khóa 249,8 triệu token, chiếm 16,7% tổng cung với trị giá là khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Thứ hai thì vào ngày 15 tháng 6 chúng ta sẽ có token Blur sẽ mở khóa 196 triệu token, chiếm 6,5% tổng cung với trị giá là khoảng 103,1 triệu đô. Cùng ngày 15 tháng 6 thì chúng ta sẽ có thêm BitDAO với 187,5 triệu token, chiếm 2% tổng cung với giá trị là 96,1 triệu đô. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một số đợt unlock đáng chú ý khác, ví dụ như là vào ngày 1 tháng 6 thì có StepN với mã là GMT là 952.000 USD token. Thứ hai là Hedera với mã token là HBAR thì sẽ là 67,6 triệu USD token. Vào ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ có token Sui là 63,7 triệu USD token và Trader Joe với mã token là Joe thì sẽ có 35.000 USD token. Ngày 5 tháng 6 thì sẽ là Liquidity với 848.000 USD token. Ngày 12 tháng 6 thì là Aptos với 38,3 triệu token. Và ngày 22 tháng 6 thì chúng ta sẽ có SpaceID với 7,7 triệu USD token. Ngoài ra thì còn một số đồng coin và token khác cũng sẽ mở khóa trong tháng này. Irene sẽ để sơ đồ ở trên màn hình, anh em thì có thể dừng video lại để xem thêm. Hoặc là ngoài ra thì anh em cũng có thể check ở trên các trang web mà Irene vừa kể bên trên để có thể kiểm tra kỹ hơn về chi tiết các đợt mở khóa tới. Từ đó thì anh em có thể có một kế hoạch đầu tư an toàn và hiệu quả hơn nhé. Ok, để tổng kết lại thì việc unlock token sẽ là quá trình để phân phối token cho các nhà đầu tư, các thành viên của dự án cũng như là cộng đồng. Tuy nhiên thì nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro như là tình trạng lạm phát token và giảm giá token do sự bán ra đột ngột của những người holder của token.
Các dự án blockchain thì thường áp dụng phương thức là unlock token như là Lightning Unlock hay là Clip Unlock để đảm bảo việc phân phối token được thực hiện một cách hợp lý và bền vững hơn. Việc hiểu rõ về việc unlock token như thế nào của dự án sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra được quyết định và sử dụng token một cách sáng suốt và thông minh hơn. Thông qua video này thì anh hy vọng là anh em đã nắm rõ hơn về việc unlock token của các dự án cũng như là cách để check lịch unlock token của các dự án. Nếu như anh em biết những trang web hay là những công cụ nào để có nhiều thông tin hơn về các đợt unlock này thì hãy comment cho những anh em khác cùng biết nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.